Ở đây mình sẽ tạo cái hình làm mờ, sẽ sắc nét nha. Là phần mềm mà phóng to là nó dùm nó sẽ sắc nét hình ảnh. Ví dụ như mình làm mà một cái ảnh thờ hay gì á, nó sẽ sắc nét hơn. Đó. Sắc nét là rõ rõ nét hơn này, nhìn nè. Đó, thấy cái hình công hổ chưa? Nó sẽ thay đổi. Đó, sắc nét. Nó đang xử lý nè, đó. Cái phần dưới này nó đang lót nè. Và là rất thông minh nha, nó xử lý nè, đó, sắc nét luôn nè. Đó, sắc nét. À, mọi người nhớ gõ Tiểu Úc Pro nha. Tiểu Úc Pro nè. YouTube nè. Hoặc là Google cũng được. Nó sẽ hiện ra tất cả các video nhé. Sách nè, video nè. Đó, video toàn bộ nè. Nhất là chọn vô danh sách video này, nó sẽ hiện là có một nè, Anchor nè, Mikaki nè, cho máy cắt đề can nè, các tiện ích Corel Photoshop nè, sẽ update sau nha, sẽ cập nhật sau. Nhớ like và đăng ký kênh nè, đó đã đăng ký kênh rồi, nhớ like và đăng ký kênh nha, để xem những video tiếp theo.